Hi, chào mấy bạn nha. Chào mừng mấy bạn đến với kênh Thảo Trần Bỏ Phố Về Quê ha. Hôm nay vô mình thấy mấy cây tắc của mình á, trái nó chín dữ lắm rồi các bạn. Thành ra bây giờ mình chuẩn bị cái rổ nè, đi với mình thu hoạch tắc nha mấy bạn. Đây, qua cây tắc này đi nè mấy bạn. Trái căng lắng lình hết rồi mấy bạn thấy không? Đó, cái cây này là cái cây nhỏ trái sau nha bạn, mà cũng quá chừng chừng rồi đó. Bây giờ mình đi hái đi hết bạn ha. Cắt này. Nhiều lắm này. Những cái là chín là hái. Lớn bé gì cũng còn bé chín là hái. Quá chừng luôn. Ba bốn cây mới chín rộ bạn. Mò cái đống tắc này chắc cũng lâu. Xương xương được ít rồi. Tiếp tục qua cây mới bạn ơi. Sương sương mà cả rổ rồi nữa bạn, mà còn quá trời luôn. Còn nhiều lắm mấy bạn ơi, cái tắc gì đâu mà nó sai trái. Bạn thấy trái đùm đùm không các bạn? Đó. Trời ơi, có nè. Đó, trái quá chừng chừng bên đây bên kia kìa kìa. Đó. Giờ để đi mặn mò hái tiếp bạn ơi. Còn hai cây ha. Cây bên đây với cây đây, hai cây cây nào cũng sai trái chứ bạn, có trái to ú ụ luôn nè. To ghê không? Quá chừng luôn nè. Đó, bên đây thu hoạch cái bộ hơi bị nhiều luôn đó bạn. Nãy giờ xương xương cả rổ rồi nè bạn. Cái gỗ các bạn, mình nay đi thu hoạch cái gỗ nha. Là mình kiếm chỗ mình trồng ba cái rau mới của mình mới mua về á. Trời. Trời ơi, cái cải này nó to đẹp. Bữa nay cái nào ngon mình ăn đi các bạn. Tranh thủ rồi, thấy cũng có sâu xuất hiện rồi. Đó. Tối ngày đồ ăn đồ uống mà cứ dành việc với mấy em sâu không. Đây nữa bạn. Rồi.
ngon quá bạn ơi. Rồi, rau mình thấy có ít rau chân vịt nè bạn, hái luôn bạn ơi. Cắt ngang đi ha. Rồi, bữa nay có chuyện buồn mấy bạn ơi. Số là cái miếng đất mà mình thích nó, mình địa nó không dài đó bạn, đang chờ làm cái giấy độc thân để mà mình bán cái nhà mình mua nó bạn. Bữa nay có người khác mua rồi bạn ơi, buồn hết sức luôn. Rồi đây mai mốt bán được nhà rồi không biết mua miếng nào khác nữa. Trời ơi mà cái miếng đó mình ưng ý ghê sợ luôn bạn. Bây giờ nói gì nữa giờ, mình không có tiền, người ta mua trước mình rồi phải chịu thôi bạn. À, nhưng mà buồn quá. Hồi nãy nghe người ta nói mua bán rồi các bạn, buồn mà hết muốn làm việc luôn các bạn. Đây hái được ít rau nữa bạn. À, thì mình hái thêm ít cải kheo này các bạn ơi. Ôi ta nói đau lòng quá mấy bạn ơi, mà tức mấy cái ông làm việc này, nhà nước này dữ lắm. Mình chờ họ kiếm cái giấy quyết định ly hôn của mình đó bạn, mà nghĩ sao mình chờ mà nay gần nửa tháng chưa có bạn, mà trong khi á vợ đẻ cái người kia tìm đó đó bạn, bà xã đẻ rồi không có đi tìm cho mình, mà ví dụ như không tìm thì cũng phải dặn dò lại người khác, người ta cũng phải có người khác trực hay bạn ha, để tìm cho mình chứ tự nhiên cơ quan nhà nước gì mà có mình ông đó mần hay gì, bây giờ chờ hoài luôn, chờ mà giờ từ lô đất ta chưa bán được nay người ta bán cho người khác mất tiêu luôn rồi, bây giờ còn phải chờ nữa. Hẹn mình tới 2 tháng 11 này lận nè bạn. Thì thôi đi, giờ lỡ rồi gấp gáp chi nữa, bán được thôi chứ giờ sao giờ, buồn quá. Miếng đất đó mình ưng ý ghê luôn bạn, giờ không mua được nữa rồi, về tay người khác rồi. Nhưng mà người khác người ta buồn hơn mình nha bạn, tại người ta mua mắc hơn mình. Cái người đó kêu bán cho mình á là giá 650 triệu nha bạn, mà giấy tờ họ lo, nhưng họ qua cò, cái người mua họ phải mua tới 720 triệu, thì cũng giấy tờ họ lo, họ bị mua mắc hơn tới 70 triệu các bạn, người ta buồn hơn mình nữa, mà mình buồn thì tại mình mua không được. Và buồn thiệt bạn, đủ người luôn, hết muốn mận rồi đó bạn. Hôm nay chắc hái xương xương 1-2 món. À quên, còn đây miếng cải gì nữa nè em ơi. Trời ơi, cái này mình nhớ mình gieo bắp cải tí hon bạn, mà sao nó lên sao giống cái cải gỗ quá bạn ơi. Thôi, bẻ lá ăn đi. Phải không phải ăn lá chứ. Chứ giờ biết phải hôn mà sao mình không thấy tòi bắp ra gì hết trơn bạn, kêu là bắp cải tí hon đó bạn. Nủ người luôn, nghe xong cái có người mua miếng đất của mình phái rồi cái mình nủ người luôn bạn. Rồi. Rồi mấy bạn ơi, vậy là hôm nay á mình chỉ thu hoạch được có nhiêu đây hả bạn, được một bẹt cải nè bạn. Cải này là đủ các loại cải bạn, cải kheo, cải rổ, rồi cải bó xôi ha, với hai cái rổ tắc bự quá bự luôn bạn. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video của mình nha, nếu mấy bạn thấy thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha mấy bạn. Trời buồn quá bạn ơi. Cái gì cái thứ mình thích mà người ta có tiền bạn, người ta mua trước rồi, mình chưa, người ta chưa có đặt cọc nhà mình, thành ra mình chưa có tiền các bạn, mình chưa có tiền để mình mua miếng đất đó, giờ người khác mua rồi bạn ơi, buồn quá. Thôi chắc tới đó tìm chỗ khác mà nhặt cái chỗ đó nó tốt và ngon bạn. Đi tìm chỗ khác chưa chắc được cái miếng vừa ý bạn ha. Rồi thôi kệ đi. Trời ơi tính về nhà về đó, mà giờ nhà về đó cái làm nên một cái khu vườn thần tiên để quay phim rồi cho mấy bạn xem rồi này kia chắc vui lắm. Giờ người ta mua rồi. Thôi kệ, từ từ ha bạn ha. Thôi giờ mình cảm ơn mấy bạn nha, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Dạ chào tạm biệt mấy bạn.